các bạn đã quay lại kênh channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ tới hẻm 567 đường Đỗ Xuân Hồ để mình quay lại cái hoàn cảnh 5 người bị chết trong cái vụ hỏa hoạn vào sáng ngày 27 Tết nha. Ở đây là đường Đỗ Xuân Hồ. Bây giờ mình sẽ đi vào con hẻm này. Hai khuya tôi dậy tôi bào rau rồi là tôi nghe tiếng chó sủa, bắt đầu tôi nghe cái bóp vô một cái là nó lé sáng, nó vô cái nhà chú Trạng, nó lé sáng nó bảnh luôn á. Tôi la, tôi tưởng đất phương Nam, tôi la lên, tôi vô tôi kêu anh ông Trạng, tôi kêu anh Phước, mà là đang lúc đó là chú Ba với bên nhà chú Ba là đã hay rồi, chữa rồi. Có à, cô ở gần đây hả? Cô ở gần đây cô phát hiện à, kiểu sáng sớm mình dậy mình nghe. Dạ, sáng sớm anh thấy gì kìa, điện thoại là sao mà dài ổng đó, ông này đầu tiên đó. À, thì kể ổng đi. Cô phát hiện đầu tiên. Tại vì hai giờ khuya tôi dậy tôi bào rau muống rồi. Dạ. Hai giờ khuya. Những cái bà con ở trên đó là khoảng 3 giờ ba mấy gì đó. Hai giờ khuya cô thấy nó sáng, nó khóc khói lên hay sao? Cô thấy nó. Hai giờ khuya là mình nghe chó sủa. Chó sủa à? Mà không biết là gì hả? Không biết là gì. Dạ. Rồi sau đó cái mình mới nghe tiếng một cái chát cái là có nghĩa là chắc ném liền cái gì vô nhà đó. Chép một cái tiếng là lửa nó lé lên liền. À, lé lên dạ. Rồi sau đó mới cháy rồi mới nổ. À. Thì đang lúc đó thì la tóm thì bà con ở đây cũng một vài người ta chạy ra, người ta cũng la đi với nhau rồi. Dạ. Chữa đâu có kịp, lửa nó bốc nhanh quá. Ủa anh Huệ. Tối vẫn ngủ không? Không sao hả? Nó cũng cầu xin tại quen quá là không sao. Mẹ con gái cho bá đậu cho gia đình cũng người quen không à. Dạ. Xe cháy hết nè. 4 chiếc xe cháy hết. Mai ơi, My vợ chồng My á, giờ đốt nhang cho dì Mai nha. Đốt nhang cho bà Năm với cậu Thanh, dì Thí với cậu Tâm. Ê, con của nó ở trên đây làm xuống nữa. Chứ hôm qua hả? Em mới xuống? Mới xuống, tao cho nó hay mà, nó kêu nó giờ mẹ em chết. Hôm qua tôi vô, tôi không biết, hôm qua tôi đốt nhang nữa mà tôi không biết đứa nào con mà. Con gì Mai cũng lớn lắm rồi. Thôi bạn má kìa. Dạ. Yeah. Bự cỡ bạn này à, bự cỡ này á. My nó về nó đốt nhang đó, nhưng bà này biết cái gì rồi. Về đó nó nhang mẹ nó chứ giờ sao? Tội nghiệp thứ hai. Cô nói qua chơi tôi một hai tuần là nó buồn, nó hay qua bển ngồi đó, hay nói chuyện, nó hỏi anh này coi vậy, thậm chí á nó kêu mày á lúc nào mày cũng làm á, mày cũng rảnh mày đi chơi, cà phê cà pháo được, muốn rủ mày đi mà cũng khó. Để ở đây cứu hỏa vô cũng khó, con đường nó còn nghèo lắm rồi. Dạ. Mày rảnh người ta, không ta mất làm đi đâu. Nám đen hết nhà. Thì nó cháy hết mà, nó cháy rụi hết luôn mà. Giờ vô thì sẽ sập đổ, người ta mới dựng vậy đó. Dạ. Quá trời cái đường. Vô cho anh Phan đi lấy nước rồi. Nó vô trái gần hết. Trái gần nó làm rồi, chắc trái rồi. Làm mình bên báo. Báo gần. Báo nào anh? Bên báo gọi là làm lít lít hả? Phóng sự TV. Dạ vâng. Cái ống dẫn nước lại xúc ra xúc vô, còn chú Ba ông sợ trái cái đít nhà ông bị cái chữ lợn, ông leo nóc nhà ông xịt tè lên má cho nó tuột lên sau lưng tượng, người ta xịt nước vô mà cũng không được. Ở đây không có cái công cụ. Dạ. Không có cái xô cái gì là chú la lên. Dạ. Người chạy xuống cũng đứng ngó thôi. Không mang cái bình cứu hỏa, cái bình xịt nè, không xin nghe gì. Đúng rồi, người ta lửa lớn quá rồi, cái kia nó chỉ đó chỉ lửa nó nồ mà đứng ở đây còn nóng, đừng nói chi cứ đứng ở đây cũng nóng, đứng nóng thật nóng luôn. Mà gió là nó đàn xuống đây. Dạ. Cái mấy nhà kế bên không cháy đâu, ngay cái vụ tiếp giáp mà không cháy, mà nó cứ hù hù đi, bốn chiếc xe nằm góc cái tay phải. À, tại gió. À, nhưng mà cháy mà có xe nữa thì nó nổ bình xăng ra, xăng nó bung ra nó nổ. Dạ. Nó nổ trên dưới mười mấy tiếng. Bụp. Hôm đó chú ở gần, chú nghe luôn, chú biết hết luôn hả? À, chú ngồi giờ chú ngồi rau là nó nghe. Lúc đó là mấy giờ khoảng mấy giờ? Lúc đó là 4 giờ sáng. 4 giờ sáng. Phải 3 giờ nữa. Dạ, 4 giờ sáng. 4 giờ sáng.
lúc đó là ai cũng biết hết rồi, lúc đó là cháy nó lớn lắm rồi. Lúc bốn nó nổ mà, nghe nổ quá chú. Nổ, mới nào nghe tiếng nổ, vợ chú nghe bò rau nghe chó sủa nhiều lắm. Chó sủa dạ, lúc nói đó. Nói với má là, má ơi, vợ chú nó có cái linh cảm này, nó nói má này người lạ vô chó nó mới sủa dài dữ vậy. À có người lạ vô à, chắc là có người xông vô phóng quả nhưng mà mình không nói chính xác được. Dạ. À dạ chú nó nghe tiếng nổ cái bụp. Còn nói ủa cái gì mà sao nó nổ cái bụp. Là 10 phút sau vợ chú thấy lửa nó hực. Nó dội ánh sáng qua những cái mặt tiền nhà là lửa ánh lửa dội qua, vợ chú mới đứng lên thấy mắt kêu chú, kêu ông chú kêu bà. Chú chạy ra đây là có hai người hay rồi. Ông chủ nhà này ông ngủ sát cái chữ L đó. Dạ ông ngủ sát. Ông hay là ông chạy ra ông sửa mà ông không la. Dạ. Ông ít đâu đó. Ông hiền mà ông ít đâu, ông già dạ. Nữa. Đúng rồi, sao ông, mà la lên được. Cũng 60-70 tuổi. Dạ. Đúng rồi. Chút lưng chật chật chật. Hai vợ chồng nhỏ ở kế bên thằng chồng mới để mấy ẩm con chạy ra. Chú mới la toán là thằng này mở cửa chạy ra. Chạy ra là mới có 4 người gần nhà đây là có mặt 4 người. Hồi ở sớm mới chạy xuống đông. Dạ. Mà đứng giờ không bó tay. Đúng rồi. Mà có nghe tiếng la hét bên trong gì không có chú? Không. Không có luôn hả? Không nghe. Không nghe. Mà chú chạy qua chú thấy lửa cháy lớn thì chú mới la lên chú nói dì Năm đâu, bị bả lại thứ Năm. Dạ. Dì Năm đâu, con Mai đâu, là nhỏ Lê Thị Mai. Dạ. Mai đâu, mình Thanh đâu, không thấy ai ngoài. Thì thằng này nó nãy giờ tôi cũng thấy cái chú nó rồi. Trời ơi, ở trỏng hết rồi. Dạ. Chú mới kẹt cái trỏng. Chú nói trời ơi, người ở trỏng hết trơn rồi, không ai ra. Là chú nghĩ chết rồi, chết dạ. Trước đó 10 phút. Dạ. Lửa bùng phát. Tại đúng là còn thấy nóng mà huống chi là trong chó trong đó rồi. Là nó. Mà dồi không mà, có. Mà nhà có trong đó rộng không chú? Đâu phải nhà ai cũng dạ. Có cái dồi nước đâu. À, đúng rồi. Chỉ là van mở ra xài thôi. Dạ. Thằng này nó có cái ống để rửa xe chiền được một khúc. Lấy cái ống nhà này nói mà trật lên trật xuống xịt tới xịt luôn xin nghe gì. Tại mình đó mình không cũng lúc hóc khỏe mình cũng nó 15 phút sau nó xuống nọ nó chuyền ống vô đây là 10 dạ, phút 10 phút nữa dạ. Tại vì tốn khoảng nửa tiếng nữa rồi à, tại vì xe chữa cháy cháu biết là xe chữa cháy á dạ. Nó vô không lọt hẻm nó mới đấu cái tê hỏng nước ngay đầu đại lộ 3 cách đây 400 mét là phải chuyền một chục ống mỏ ống 40 mét bao nhiêu ống nó đầu thì ống nó xuống tới đây chú đứng một hồi thấy ống mới căng nước nó bắt đầu đọt vô thì nghe kỳ báo cáo là nước đang xuống thì mấy ống chữa là giống như là nó cháy hết 3/4 thời gian. Dạ. Yeah. Giống như thí dụ hiện trường này nó cháy khoảng 2 tiếng đồng hồ đi mà nó cháy 1 tiếng rưỡi. Dạ. Yeah. Mà khoảng bao lâu thì dập tắt lửa rồi chú? Khoảng 15 phút. 15 phút thì dập tắt hoàn toàn hết rồi mấy ống mới xong vô hiện trường. Dạ. Yeah. Mới phát hiện. Lúc đó là chắc mấy tìm mới phát hiện. Nó cũng 6-7 giờ sáng rồi. Chưa mới 5 giờ mới 5 giờ kém chứ chưa 6 giờ. Dạ. Xe cứ quả xuống đèn đường còn mở mà. Dạ. Cái cảnh phim nếu mà cháu coi phim đèn đường còn cháy mà. Dạ. Ừ, lúc đó 4 giờ mấy. 4 giờ mấy rồi đó. À. Trời còn sáng, trời còn dập chưa sáng. 5 giờ mà. Dạ. Dập xong mới cũng 4 giờ mấy, 4 rưỡi đổ lại. Mà đứng đây cũng thấy khét hay nóng luôn á. Nghe mùi người ta bốc ra tanh luôn. Tanh luôn có luôn. Chú đứng chú nghe cái mùi nó xong rồi bị gì. Khi mà xác chết nó nung cháy rồi bắt đầu mình xịt nước vô. Chú bắt đầu nó ướt nó xong cái mùi ra giống như mùi cày thui mà nó tanh gấp mấy lần cái mùi cày thui. Chú đứng chú nghe luôn. Nghe chú nghe xong mùi nặc nồng ai cũng nghe đứng đây nè. Yeah. Bắt đầu công an mới xuống bố ráp tới là bắt đầu người ta không cho trong khu vực đủ ra ngoài hết chú mới đi về nhà chú đứng đây. Trên nội bất xuất ngoại bất nhập luôn ở trên hẻm xuống không cho ngăn cho khúc đó hết. Yeah. Ở đây toàn công an với người gần nhà mới thấy thôi bây giờ yeah. Thấy mấy ông làm gì. Không ai vô trong được bởi vì nó có chặt cái đường vô có cái vách thấy không? Dạ. Yeah. Nó cái đường vô quá hẹp. Dạ. Yeah. À, cái này là nghi vấn là tụi bên tín dụng đen tại có tạc sơn rồi cách đây tháng có tạc sơn tới đây tạc sơn cùng nhà rồi yeah. Có báo phường là phường cũng có ghi hình ảnh. Nắm tôm gì không? Có... À, không sơn à, không có sơn tôm. Không, dạ. Rồi tụi người nhà này bức xúc có đụng độ với nó có yeah. Gây gỗ rồi nó hâm. Có hâm luôn à, tức nghĩa là dân ở đây của mình cũng biết cũng có biết người trong nhà cái thằng em thứ ba cái thằng con người con thứ ba nó xuống tới là nó dòm nó rồi chết mẹ trong đó hổm này nó hâm nó đốt cho chết mà chính nó còn nói nó đứng nè mà mặt mà nó biến sắc nó không khóc nhưng mà giống như nó cũng còn nói được nó cũng nó điếng rồi nó dòm nó rồi chết trong đó hết mẹ rồi còn gì nữa hổm là nó hâm mà nó hâm nó đốt yeah. Cho chết để gì mà công an còn trong đang nghi vấn công an không dám khẳng định đúng rồi người ta có chứng cứ đầy đủ người ta mới chưa điều tra không dám khẳng định tin kể cả tin đưa lên cũng nói nghi vấn thôi dạ khi nào mà có kết quả người ta mới nói là rồi chứ vậy.
Dạ, cảm ơn chú nha. Qua những thông tin mà mình đã hỏi được đó, thì phần nghi là người ngoài tới đốt nha các bạn. Đây là căn nhà cháy khiến 5 người bị thiệt mạng vào sáng sớm 27 Tết. Để mình thắp một nén nhang được cho các vị ở đây. Mặc dù mình không quen biết gì nhưng mà mình nên có một cái thành ưu tiên nào đó để cầu nguyện cho các ở đây siêu thoát ha. Cái bàn cúng ai làm chứ? Cái bàn cúng ai làm chứ? Dân ở đây người ta dạ chủ bên nhà hả? Dạ.